Bring that ass back like a boom, 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 boom. Hello. Hello, 新年朋友. Hello, 新年朋友. Hồi ăn chị chúc mừng. Để gì mở nhạc luôn không? Hello, chào mọi người. Đây là mời chào mọi người lại đến với Space Song ngày hôm nay với chủ đề Halloween. Yeah. Hôm nay là Space Song nè. Ủa nó ở cái thảy không em? Ở đây. Oh. Hello, chào mọi người. Theo dõi, với dõi. Cái ai kêu em nhầm lịch đó ta, mà em đâu có nhầm lịch đâu mà, nó lịch em à, gì ta, chơi nhau hả ta, rõ ràng là lịch em đó. Hồi nãy ai kêu em nhầm lịch đó ta, chơi nhau hả? Em chào nhớ với em. Dạ đúng rồi. Chào ba. Em chào anh trai nắng. Ô tự nhiên em đang sâu ngon lành kêu em là cái gì Spencer sâu xong em may mà em chưa về đấy. Em nhìn lại ô, không lẽ em bị lé. Anthony hả? Anthony. Hello Anthony. Anthony đổi tên tùm lum em không biết luôn. Coi như ghẻo gì. Thì sao may mà em chưa về đấy. Em mà về là em không biết ai ai vào nói. Không phải là lỗi do em mà lỗi do mọi người. Không phải là lỗi do em. Em né còn gì nữa. Bất cần đời. Bất cần đời là ai đấy? Sao mà đổi tên tùm lum em không biết ai là ai luôn đấy. Đùi em đâu có to đâu. Đùi bình thường. Không có to. Đéo cần ai nét. Xin chào đéo cần ai nét nhá. Tên toàn mắc cười không à. À anh Bang. Anh Bang hả? Phải anh Bang không? Trời ơi mọi người đổi tên tùm lum em không biết ai ra luôn. Bức hình nào? Bức hình nào anh Thịnh? Bức hình nào? Bức hình nào á? Em không nhớ. Biết chứ, ai không biết, biết hết. Ôi trời ơi, cái bức hình đó, Thảo đăng á, nghĩ sao cái hình mà em ấy chỉ nhìn thấy mỗi cái miệng thôi, không thấy cái gì luôn ấy. Dìm hàng em rồi dìm. Hôm bữa đấy là chụp với The Man, chụp với The Man ấy. Nhìn gớm ghê luôn á. Sao em quen làm idol. Và đen, em cảm ơn nhá. Dìm hàng em mà muốn khóc luôn đấy. Thì luôn nhìn chỉ thấy mỗi cái miệng thôi. Em chào Na của Mập. Em thích anh ghép hình anh hôn em luôn. Ủa còn ghép được nữa hả anh Tony. Idol môi xinh cái đi là sao em đọc không được. Em cảm ơn anh trai nắng nha. Quen nhìn lâu lắm rồi. Lê Hoàng đập trai mày nhìn cháu gái. Em xấu quá hả? Thôi lại tại sao lại chê em thế. Đừng chê em như thế. Buồn lắm ấy.
nay mười thầy xin cãi được tía. Trước giờ em xin rồi mà. Đi ngắm gái đây. Ok, đi ngắm gái đi nha. Xem có đứa nào đẹp nghe em không. Xém nữa là bị lừa rồi. Mọi người trôn em, làm em ao ra nữa chứ. Nhưng mà may mà nhìn lại chứ không thì bỏ sâu rồi. Anh không thích trái cây. Trái cây là phụ họa. Em không có trái cây đâu. Hôm nay em không khoe trái cây nha. Hôm nay không hề khoe trái cây. Lát em Facebook anh nghe bé đẹp. Ok anh trai nắng, anh chậm cho em một chậm qua tin nhắn đi. Hà, mấy người thì lúa thế. Thế mà cũng nhầm hả? Làm em xém chết đấy. Thảo này bị gì mà không sâu. Chỉ Thảo một 9 ngày được có 3 sâu thôi. Nếu ok anh tay nặng nha. Nếu là anh thì anh sẽ trong mấy bữa nay để giữa người ta. Anh sẽ không làm em khóc. Anh sẽ không bao giờ thế. Anh sẽ không làm tất cả. Đố ai ôm Huyền mà chạm được tim Huyền. Dễ gì? Em mà ôm em là cần. Cần cái kia đâu có ôm được. Đâu có chạy được tim em đâu. Ờ cái mít này nó cùi bắp quá. Cô thấy hay lắm mà bây giờ. Alo alo alo. Chán gì đâu. Em vẫn không thể tin lúc em
luôn á. Bên anh nghe bình thường hả? Vậy là do cái mic, à vậy là do cái tai nghe rồi. Chán ghê luôn á. Lần nào sau không hát nổi luôn, được bữa lâu lâu được bữa mất bình thường thì tai nghe bình thường thôi. Hãy hỏi anh ơi là sao em không nghe được nhạc? Ra khoa đi khám. Em bị trôn thì có chứ tụi anh nghe bình thường. Hello lạc lối. Nhưng mà em không nghe được nhạc hiểu không? Nhạc nhỏ lắm. Bình thường mà vứt tai nghe ra là đứng ngoài nghe nhạc, mà bây giờ không nghe được luôn. Chán ghê luôn á. Làm mà mứt dưới cam rồi giữa không muốn làm. Chị nhà anh Vũ đẹp nha. Anh cứ nghĩ rằng em không biết những điều anh làm. Những dòng tin nhắn mỗi đêm là lời em ước mong rằng nhưng em sẽ luôn dõi theo và lặng im như không biết gì. Anh cũng thấy vai diễn của em sẽ đi về. Anh luôn nói mình cùng chung bước, nhưng giờ em biết sẽ không còn nữa. Nuốt đắng cay vào lòng, nuốt dòng nước mắt thấm sâu vào tim. Em ước mong rằng ta sẽ kết thúc ở đây. Nhưng em sẽ luôn dõi theo và đang nghĩ. Lỗi, chèo đi đâu nguy hiểm nhá, chào anh Đỗ Thanh Lộc. Em không nghe được nhạc nên khó hát quá. Để giờ đây đắng cay, còn đâu tình là mãi mãi. Nhưng em sẽ luôn dõi theo và là và đừng nói yêu em nữa đi, vì em biết lời nói đó đâu chỉ dành riêng em. Âm thầm bên em không biết hết rồi. Cái em bài khác đi, nói chung bài nào nhạc đừng có mặt nha, bởi vì em tai nghe nghe không được. Vô bên mê vừa quán gì hả? Quán nhậu hả? Hay quán gì?
Mọi người ơi, em hát được này lạc lối, đợi em xong hát xong bài này em hát bài đấy nhá. Mọi người ơi, ai mà chưa ấn theo dõi idol thì ấn theo dõi idol nha. Bạn nào mà kết bạn Facebook với em thì chấm cho em một chấm. Em vào tin nhắn chờ em thấy chấm hay em kết bạn với mọi người nhá. Facebook của em không kết bạn được đâu. Chiều nay nhìn anh bước vội, không biết cuộc sống anh dạo này thế nào rồi. Anh vẫn như thế thôi, vẫn cô đơn sớm tôi. Em chào anh, tôi khó tính. Facebook report được không? Report là gì ấy? Em không muốn tiếng Anh lắm. Khi anh yêu thương em hết lòng, sao anh lại nỡ bỏ em trong đời? Anh như kẻ ngu si, chẳng quan tâm điều gì. Để giờ nhìn em ra đi. Nhiều lúc anh cứ suy nghĩ, anh đã làm sai điều gì mà em ra đi. Không một lời từ ly. Hóa ra lúc ta yêu nhau, em cũng chỉ toàn dối lừa. Và rồi anh được. Ok.
người nhờ anh theo dõi em để biết được lịch sau của em nha. Cảm ơn em. Thích chị thì nhớ vote 5 sao cho chị với lại lên live stream cho chị nhá. Kết bạn anh Phúc với chị nữa. Ai mà TikTok này á, mọi người kết bạn với Facebook của em vừa bắt thì chấm cho em một chấm thôi là em biết là mọi người là em chị. Kết bạn với mọi người nha. Ok, cảm ơn em nha. Anh cứ mãi cô đơn bơ vơ bờ lâu. Ôi từ từ đợi tí, chị chỉnh bít nữ đã chứ bít nam cao quá. Ok, chị cảm ơn em. Hát bài, em thật là ngốc. Bài đấy em cũng biết hát rồi. Em đang hát bài Ánh Nắng của anh nè. Và em hát bài Em Thật Là Ngốc thì em cũng biết hát rồi. Cho em bài khác nhá. Cứ mãi cô đơn bơ vơ bao lâu rồi ai đâu hay. Ngày cứ thế trôi qua miên man riêng em một mình nơi đây. Những phút giây trôi qua. Nhà không nghe được. Em cảm ơn anh Thịnh Lê Thanh Tuấn. Là tia nắng lời yêu.
Nếu là anh đi chế ơi. Nếu là anh hả? Em hát em gãy mưa trước nhá. Nãy bạn nào đề nghị trước nè. Bây giờ là hát chơi kiểu là hát live mà hát hát theo quán tình ấy. Em gãy mưa đúng không? Ca chữ ca là ai ta? À anh đẹp. Anh đẹp đó, đẹp Kenny á ta. Anh đẹp vào rung vào sao em mà không tặng quà cho em là sao hả anh đẹp? Tại sao anh đẹp đến như thế? Anh đẹp nãy giờ đi lại thính đúng không? Trời ơi đẹp Kenny á ta. Hôm nay Huyền xin vỡ. Em thấy bình thường em xinh hơn hôm nay em xấu mà. Nếu em được lựa chọn, ok. Sau hết bài này rồi em hát bài Nếu là anh xong, nếu là anh là em sẽ hát bài Nếu em được lựa chọn nhá. Còn 30 phút nữa mà, em cảm ơn Gấu. Chào Su Su, chào tất cả mọi người. Trang đâu có làm bài đồ nữa đâu anh, Trang nghỉ rồi. Còn em thôi. Gái quê hả? Ok, gái quê, biết em có biết hát được không? Nếu mà biết hát thì em sẽ hát nhá. Thank you.
Nếu là anh không có tôn nữ, tôn nam thôi. Tôn nam sao mà hát đây? Nhạc thì không có, nhạc thì không có, sao mà hát tôn nam đây? Ok, xíu em sẽ hát bài để cho em khóc nhá. Em không có nhạc nên là rất là khó hát luôn á. Mọi người lén nghe vì không có nhạc không thể nào hát được luôn, nhưng mà còn hát tôn nam thì thôi để em hát một đoạn được cho bạn ấy đi. Thôi đi.
Tôi nghe không nghe được, nói chung là cùi bắp, không nghe được cái gì luôn ấy, được gì đâu luôn á. Alo 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 alo, nhẹ chen rồi. Mình là kẻ thù, sau nhiều năm nói cười, ta cũng không thể nào đi. Là con gái chưa một lần yêu
Xin chào mọi người ơi, mọi người nhớ vote 5 sao với Lên Harvard cho em nhé. Ai mà chưa kết bạn Facebook thì kết bạn Facebook với em. Ngày mai em có show 8 giờ room 47 nha mọi người, room 47 nhá. 8 giờ tối ấy, em không làm buổi sáng. Rừng nơi em đã từ lâu có cảm xúc lạ. Mỗi khi anh kề bên được nghe nói mình đã biết nhau từ lâu, nên em chẳng nói ra hết những lời này. Sợ anh đi mất, lặng im thấy anh cùng ai. Dần khoảng cách với em bao ngày, anh đâu nào hay. Đã vote 5 sao cho em chưa? Đã lên Harvard cho em chưa? Này, em nói ra hết lời yêu em giữ trong lòng, chẳng phải để yêu thầy. Mọi người đã lên Harvard và vote 5 sao cho em chưa? Em cảm ơn mọi người nha. Nhớ ngày mai giờ sau em vào chơi với em đấy. Tối nhé, mọi người thì chắc mọi người cũng đã kết. Là yêu quá lâu một người
ta chẳng còn chút động lòng. Đời anh mới biết đêm dài, tên anh chẳng chút nghi ngại. Vì yêu nên em cho hết tương lai. Tại sao không giống như xưa, đến lúc nước mắt thay mưa, nhưng hối hận cũng không nữa. Nhìn lại người con gái anh từng rất nâng niu, dù ngày đêm vẫn không ngại gió mưa. Quân quyết thua ban đầu anh giờ đâu nhớ, đánh đổi tất cả bình yên em đã có, để rồi đau thấu đến ngàn lời. Nhớ mong thời ai hứa không xa rời. Nếu bây giờ được chọn lựa một lần nữa, thì chắc có lẽ vẫn yêu anh như ngày xưa. Nếu bây giờ được chọn lựa điều em ước mơ, thì em tin em vẫn mơ như em từng mơ. Tình yêu trong em sẽ mãi không bao giờ phai. Bởi vì một khi em đã yêu, là con tim em đã dâng trao cho tình yêu. Yêu muốn khó khăn, và đôi khi em biết em không được may mắn.